Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thân phận người phụ nữ trong các xã hội bất ổn và bất bình đẳng giới luôn chịu nhiều đắng cay. Thế nhưng nếu đó là một phụ nữ sống dưới vòng vây của những tổ chức Hồi giáo cực đoan thì quả thực là một bi kịch. Và bi kịch ấy đã xảy ra với ít nhất 25.000 cô gái người Yazidi bị IS bắt cóc nhằm mục đích cưỡng hiếp và buôn bán nô lệ. Thông tin vừa được nghị sĩ duy nhất người Yazidi trong Quốc hội Iraq đưa ra đã khiến cả thế giới bàng hoàng. Tổ chức Hồi giáo cực đoan này luôn viện mọi nguyên cớ để tấn công những người phụ nữ như việc trích dẫn sách kinh Koran, đàn ông có quyền đối với đàn bà vì đấng tối cao đã sinh ra đàn ông cao quý hơn đàn bà và vì đàn ông phải bỏ tài sản của mình ra để nuôi họ. Đối với những người phụ nữ không biết vâng lời, đàn ông có quyền ruồng bỏ, không cho nằm chung giường và có quyền đánh đập. IS và nhiều tổ chức Hồi giáo cực đoan khác cũng đòi thi hành luật Sharia với những hình phạt hà khắc, thậm chí là tàn bạo dành cho người phụ nữ. Nhưng đó chỉ là cái cớ của chúng. Sau cùng, sự tàn bạo và âm mưu bành trướng thế lực của IS ra sao sẽ được hé lộ qua lời kể của những người phụ nữ Yazidi can đảm và may mắn vượt qua ngục tù của IS. Có lẽ trong suốt cả cuộc đời, cô gái Amsha không bao giờ có thể quên được một buổi đêm định mệnh ngày 3 tháng 8 năm 2014. Chồng của cô đã bị nhóm IS bắt ngay trước mặt khi cả làng đang bỏ chạy. Sau đó cô bị bắt đi và bán làm nô lệ. Mỗi một người phụ nữ Yazidi sẽ bị qua tay khoảng 10 người đàn ông nhóm IS. Sau đó chúng sẽ bán chúng tôi với giá từ 10 đến 12 đô la Mỹ. Liệu ai có thể chấp nhận được hành vi này? Đây là một sự hổ thẹn cho phụ nữ. Một người sẽ bị ít nhất 10 người đàn ông hãm hiếp. Nhóm IS không phải là con người. Họ chỉ là những loài động vật. Có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ gây sợ họ. Cô Amsha cho biết, trước khi được mang ra đấu giá, những người phụ nữ này sẽ bị chính những kẻ bắt cóc hãm hiếp. 3 ngày trước, tôi đã nói chuyện với mẹ. Sau đó, mẹ tôi đã phải chôn điện thoại đi để không ai tìm thấy. Nếu họ tìm thấy mẹ tôi, họ sẽ bắn mẹ tôi vì đã nói chuyện với tôi. Amsha mới chỉ 19 tuổi khi bị nhóm IS bắt cóc từ Sinjar và bị mang tới Mosul. Tại đây, cô đã được người dân địa phương giúp đỡ và chạy trốn. Những ngày làm nô lệ, cô Amsha đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm của nhiều phụ nữ. Họ sẵn sàng chết để giữ sự trong sạch, còn hơn là bị hãm hiếp. Trong khi đó, không ít trẻ em đi cùng với mẹ đã bị nhóm IS bỏ rơi, đánh đập hoặc bị tách khỏi mẹ. Cũng giống như Amsha, không ít người phụ nữ thuộc tộc người Yazidi đã chứng kiến cái chết thương tâm từ người thân của mình. Với những người thuộc tộc người Yazidi, bên cạnh những lo lắng về miếng cơm manh áo, họ còn có một mối lo sợ luôn rình rập, đó là tổ chức Hồi giáo cực đoan IS. Khi nhóm IS xuất hiện, chúng sẽ đi khắp nhà lùng sục. Chúng sẽ chia một hàng là đàn ông, một hàng là phụ nữ và trẻ em gái. Chúng yêu cầu những người đàn ông tham gia nhóm IS. Nếu không đồng ý, chúng có thể giết. Sau đó, chúng đưa những cô gái trẻ lên xe. Không chỉ vậy, các nhóm nhân quyền còn cho biết thêm, những bé trai cũng là mục tiêu tìm kiếm của nhóm IS, bởi khi bắt cóc được các em, chúng sẽ đào tạo để trở thành thành viên của nhóm. Trong khi hàng nghìn người dân Yazidi, một tộc người thiểu số phần lớn sống tập trung ở miền Bắc Iraq, đã bỏ nhà đi, thì không ít người vẫn còn mắc kẹt tại đỉnh núi Sinjar khô cằn. Theo ước tính, vẫn còn khoảng 4.500 người sinh sống tại đây, trong đó có 3.000 phụ nữ và trẻ em. Do đó, những phụ nữ trẻ và các bé gái được coi là chiến lợi phẩm của nhóm IS hoành hành tại đây. Theo nhiều chuyên gia, nhóm IS muốn bắt giữ nhiều người Yazidi bởi chúng muốn sở hữu khu vực này và muốn cai trị tộc người Yazidi. Mỗi tôn giáo đều có hệ tư tưởng riêng và cùng với sự phát triển của học xã hội, các tôn giáo cũng có sự chuyển động phù hợp. Nhưng những tổ chức tôn giáo cực đoan muốn áp đặt những hủ tục và chà đạp lên con người, hòng chiếm quyền lực được coi là mối đe dọa đối với cộng đồng quốc tế. IS không phải là trường hợp duy nhất. Ở châu Phi, nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram cũng tuyên bố muốn thành lập cái mà chúng gọi là nhà nước Hồi giáo ở những nơi chúng chiếm được. Và để phục vụ mục tiêu này, chúng bắt bớ phụ nữ làm nô lệ. Tiêu biểu như là vụ nhóm này bắt cóc 270 nữ sinh Nigeria vào tháng 4 vừa qua khiến cả thế giới chấn động. 6 tháng đã trôi qua kể từ khi Nigeria và cộng đồng quốc tế mở cuộc chiến tổng lực nhằm giải thoát các nữ sinh khỏi tổ chức Hồi giáo cực đoan này. Nhưng đến nay, số phận của những nữ sinh này vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. 6 tháng trước, các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra tại Nigeria và nhiều nước khác với yêu cầu chính quyền Nigeria và cộng đồng quốc tế phải tìm cách giải cứu 270 nữ sinh đáng thương. Những giọt nước mắt, những sự hô hào đã khiến giới chức Nigeria cùng quân đội Anh và Mỹ vào cuộc sau một quãng thời gian dài bất lực trước nhóm Boko Haram. Song chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, các chiến dịch giải cứu đã bị dừng lại. Và đến nay, nhóm Boko Haram vẫn trở thành mối lo ngại cho người dân và chính quyền Nigeria. Đặc biệt, đối với phụ nữ Nigeria, nhóm Boko Haram trở thành nỗi khiếp đảm của họ. Nhóm Boko Haram phản đối việc nữ sinh đi học. Vì vậy, các em gái trong độ tuổi đi học chính là đối tượng mà nhóm này nhắm đến. Sự ngang nhiên và lộng hành của nhóm này đã được thể hiện trong vụ bắt cóc 270 nữ sinh vừa qua. Boko Haram đã ngang nhiên vào một trường học nơi các em đang làm bài kiểm tra để bắt các em lên xe và trở về rừng. Theo giới chức địa phương, nếu bị nhóm Boko Haram bắt, những nữ sinh này sẽ phải phục dịch họ. Thậm chí chúng còn có thể bán các nữ sinh hay phụ nữ Nigeria làm nô lệ tình dục cho nhiều đàn ông. Trong khi cuộc chiến chống IS và các tổ chức Hồi giáo cực đoan chưa đạt được nhiều kết quả, thì một thực tế đáng báo động là hàng nghìn người ở phương Tây, trong đó có không ít phụ nữ và trẻ em gái, đang lên đường sang Syria và Iraq theo lời dụ dỗ của IS. Các gia đình ở Pháp, nơi được coi là ngôi nhà lớn nhất của người Hồi giáo ở châu Âu, tỏ ra bất lực khi con gái của họ gia nhập IS với giấc mơ thay đổi cuộc sống, nhưng thực chất là một hình thức nô lệ cho IS. Nếu không giải quyết được vấn đề xã hội này, các nước phương Tây sẽ thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố ngay tại sân nhà mình. Ở phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một sự kiện đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí phương Tây. Sau hơn một tháng mất tích trước công chúng, làm dấy lên nhiều đồn đoán trong dư luận. Ngày hôm nay 14 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm và có ý kiến chỉ đạo tại một khu nhà ở mới xây dựng tại quận Winseng. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện trở lại sau một thời gian dài vắng bóng trong các hoạt động lớn của nước này. Theo KCNA, cùng ngày thăm khu nhà ở Winseng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đến thăm Viện Năng lượng Tự nhiên thuộc Học viện Khoa học Quốc gia vừa được xây dựng. KCNA không cho biết chính xác chuyến thăm diễn ra vào ngày nào. Trước đó, ngày 25 tháng 9, Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên SPA, tức Quốc hội khóa 13, đã tiến hành phiên họp thứ hai. Song nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã không tham dự sự kiện này. Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un vắng mặt tại phiên họp của SPA kể từ khi ông lên nắm quyền lãnh đạo. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryo Kin-jae dẫn lời Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-il khẳng định rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, ông Kim Jong-un không đến Cung điện Mặt trời trong dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Kể từ khi lên nắm quyền năm 2011, hàng năm vào dịp kỷ niệm thành lập Đảng, nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên đều đến Cung điện Mặt trời ở Cung Susan, nơi đặt thi hài các cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-in. Lần gần đây nhất ông Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng là khi ông tham dự một buổi hòa nhạc hôm 3 tháng 9. Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên vắng mặt tại các sự kiện trước công chúng trong một thời gian dài đã khiến dư luận đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông. Xuất hiện trở lại sau 40 ngày vắng bóng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang khiến truyền thông thế giới sôi sục. Tin tức về nhà lãnh đạo ngoài 30 tuổi, tay chống gậy, nhanh chóng xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo và hãng tin lớn như CNN, AP hay Reuters. CNN dẫn tin về sự xuất hiện của ông Kim Jong-un từ hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA với tiêu đề Triều Tiên thông báo lãnh đạo đã tái xuất. Tuy nhiên, hãng này đặt nghi vấn liệu những thông tin trên có thực sự chính xác. CNN cũng dẫn lời ông Patrick Venture, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho rằng chưa thể xác thực những thông tin này. Trong bài lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện lần đầu trước công chúng sau 40 ngày, hãng tin AP đánh giá sự hiện diện của ông Kim đã chấm dứt quãng thời gian vắng mặt gây ra những đồn đoán điên cuồng trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, Bloomberg đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện trở lại sau 6 tuần, chống gậy đi thăm một khu dân cư mới, kết thúc giai đoạn ẩn dần, từng làm dấy lên nhiều nghi vấn về khả năng nắm quyền của ông. Bloomberg cũng dẫn lời Kim Yong-hyun, giáo sư nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Đồng Quốc ở Seoul, cho rằng ông Kim xuất hiện trở lại khi vẫn trong giai đoạn phục hồi, thể hiện mong muốn của ông trong việc đập tan tin đồn và những suy đoán về người nắm quyền lực thực sự ở Triều Tiên. Triều Tiên lúc này sẽ nỗ lực vẽ chân dung ông Kim như một nhà lãnh đạo quan tâm đến nhân dân, đến mức sẵn sàng trở lại ngay cả khi vẫn cần sự hỗ trợ của cây gậy trống. Song song với việc đưa tin, hãng thông tấn Reuters còn dẫn phân tích và bình luận của một số chuyên gia về sự xuất hiện bất ngờ của ông Kim. Một nhà phân tích nhận định sự xuất hiện của Kim Jong-un đã làm giảm sự lo lắng của người dân cũng như quân đội Triều Tiên quanh vụ đấu súng giữa hai miền xảy ra hôm 11 tháng 10 vừa qua. Tờ Independent của Anh cũng nhanh chóng đưa tin về sự trở lại của ông Kim, nhưng không quên đặt câu hỏi, vậy ông Kim đã ở đâu? Theo một số nhà phân tích, bản tin của KCNA được đưa ra với mục đích xóa bỏ những đồn đoán bên ngoài và xoa dịu những quan ngại trong chính trường và quân đội Triều Tiên. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc gần đây cũng lên tiếng cho rằng không có dấu hiệu gì cho thấy ông Kim Jong-un bị mất quyền lực. Trong khi đó, nhiều tờ báo Nga nhận định việc ông Kim Jong-un không xuất hiện thời gian qua là hoàn toàn bình thường. Hy vọng về một nền hòa bình giữa hai miền Triều Tiên đang trở nên mong manh, khi những ngày cuối tuần qua, cụ thể là hôm 11 tháng 10, Seoul và Bình Nhưỡng lại đấu pháo ở khu vực biên giới. Vụ việc xảy ra sau khi các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay mang theo truyền đơn phản đối chính quyền Bình Nhưỡng. Giới chức quân đội Hàn Quốc cho rằng lính Triều Tiên đã nổ súng bắn vào những trái bóng bay. Một số đạn pháo đã rơi xuống phần lãnh thổ Hàn Quốc, buộc quân đội nước này phải bắn đáp trả. Trước đó một ngày, Triều Tiên đã gọi việc thả bóng bay mang truyền đơn là thách thức lớn trước nỗ lực cải thiện quan hệ liên triều của Bình Nhưỡng và cảnh báo Seoul sẽ phải đối mặt với một thảm họa mới nếu còn tiếp tục cho phép việc giải truyền đơn. Tuy không gây thương vong, song giới phân tích cho rằng vụ việc trên một lần nữa đã làm dấy lên sự cấu kết giữa Seoul và Washington để đối phó với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhân vật vốn được cho là bí hiểm, đặc biệt hơn khi ông này không xuất đầu lộ diện trong hơn một tháng qua. Báo chí Hàn Quốc thì dự đoán về một bước ngoặt mới, chẳng hạn như một cuộc đảo chính. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nhiều nguyên thủ trước đây cũng đã từng biến mất như vậy và sau đó lại xuất hiện trên các vũ đài chính trị. Giới phân tích cũng bác bỏ tin đồn về sự bất ổn ở Triều Tiên và cho rằng sự bất ổn đó chỉ nằm trong những cái đầu nhiều ảo mộng ở Hàn Quốc và Mỹ. Còn báo độc lập của Nga thiên về việc ủng hộ mối quan hệ với Triều Tiên, nhận định việc vắng mặt của ông Kim Jong-un là bình thường. Ngược dòng thời gian vào tháng 7 năm 2014, đài truyền hình nhà nước Triều Tiên phát hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi tập tễnh. Đến cuối tháng 9, chính quyền Bình Nhưỡng đã công nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un bị mệt vì làm việc quá nhiều, một động thái chưa từng thấy. Người Triều Tiên lưu vong ở Hàn Quốc từng khẳng định là quyền điều hành ở Bình Nhưỡng được tạm thời giao cho người em gái của ông Kim Jong-un. Bên cạnh đó cũng đã có giả thuyết rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un bị lật đổ từ sau khi xử tử người chú rể Trang Sông Thách. Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, cha đẻ của ông Kim Jong-un, năm 2008 cũng biến mất trên các phương tiện truyền thông trong hơn 2 tháng, khiến giới chức Hàn Quốc và Mỹ tin rằng ông này bị đột quỵ. Tuy nhiên, một năm sau đó, chính quyền Bình Nhưỡng cho tiến hành thử tên lửa tầm xa, đơn phương từ bỏ các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân và tiến hành thử hạt nhân lần thứ hai. Dựa trên những kịch bản đã diễn ra trong quá khứ, giới phân tích đã bác bỏ hoàn toàn những suy đoán rằng Bình Nhưỡng đã trải qua một cuộc thay đổi cơ cấu quyền lực. Cũng có nghĩa vị trí lãnh đạo của ông Kim Jong-un tiếp tục không có gì thay đổi. Cái người ta mong chờ là một sự thay đổi trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai miền bán đảo và sự đóng cửa của Triều Tiên đối với thế giới. Chủ động Triều Tiên ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.